Thật sự á nha, thì mày thấy em bé với lại mấy bạn thú cưng của tao mày dễ thương hơn. Tại sao? Con người toàn là những vai diễn không à. Con người và những vai diễn, người diễn vai ác, người diễn vai thiện, người diễn vai bản ngã mạnh nặng, người diễn vai bản ngã thiện. Mày thấy, mày nhìn, tại mày nhìn các bạn, mày thấy tới ruột rang các bạn luôn á. Nghĩa là mày không cần ai kêu cho mày master hay là sư phụ gì đó, bình thường thôi. Tại vì các bạn kêu, các bạn có sâu trong tâm tâm của các bạn, giống như là còn vị trí bản ngã đó, các bạn sẽ không thích người ta hơn mình, lâu lâu bị dính vô bản ngã nó khùng khùng lên, phải không? Các bạn hãy xem giống như là thế, mày có những cái thế mạnh riêng của ta, mày các bạn có những cái thế mạnh riêng của các bạn. Và người nào làm cho người nào có những cái sự truyền cảm hứng, những cái sự sống vị tha làm đẹp cuộc đời đó, thì mình giống như là ở vị trí vô ngã đi nó dễ hơn. Tại mình không thích con người, mình nói thật luôn á, đối đãi được mất hơn thua so sánh ganh ghét đố kỵ lòng tham lo lắng tham lam đủ thứ trên đời. Tại các bạn nói cho mình một câu thì mình thấy 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 được các bạn nói cái đó từ cái tâm gì á. Bởi vì thì mình không có thích, toàn là nhìn tối ngày nhìn vai diễn hết, vai diễn này tới vai diễn kia, trời trời nó đang làm cái gì vậy? Mà những vai diễn không à, mà nhiều người thích diễn vai khổ luôn mới ghê, nhiều người thích diễn vai ngu nó mới ghê. Thuần khiết đi, sống thật, sống thật, sống thật là tấm gương phản chiếu của tất cả. Thì lúc đó bạn mới thấy là nếu được sống thật, sống hạnh phúc, bất chấp, thật sự bất chấp người ngoài nghĩ mình gì luôn các bạn. Tại người ngoài họ nghĩ mình gì theo nghiệp của họ, các bạn hiểu không? Mỗi người có loại nghiệp, bạn có hoàn hảo chứ bạn đi đánh giá người khác, có ai dám lên nói chuyện mà thật sự tôi không thích con người. Thì không có thích cái gì mà con người, cái cách con người đang sống bây giờ. Nhưng mà chưa thấy ai mà đủ cái độ mà thuần khiết hồn nhiên. Có mấy đứa con nít với mấy hai bạn cúng của cha mẹ, một cái gì động dụng của nó mình thấy cũng thuần khiết, dễ thương ơi là dễ thương. Còn con người nó nói xong cái là mình thấy nó cả đống ở trong nó hiện ra cái câu đó. Nói gì cả đống trong hiện ra cái câu đó, lên master master. Nhưng mà ở trong trời ơi, cũng như là đang muốn nhờ giúp cái gì đó nghe đó. Đó. Hiểu không? Nó có gì nó thô hay sao? Bởi vậy thì mày thấy không? Tội chia sẻ thôi, chia sẻ. Nghĩa là chia sẻ, lan tỏa ánh sáng ra thôi. Chứ không thể mày không phải không? Ngồi xem phim như này đó, đó những cái vai diễn khác nhau, đó. Tối ngày thì mình còn xem nhưng mà cuộc sống là xem phim liên tục các bạn, đâu mà đâu cần đi coi cine phim gì đâu. Phim không nó bị tửng cái kiểu này là ôi trời ơi, thiên ma nào đang giật dây nó, ô củ quyền thất tổ của nào của nó đang xuất hiện. Phim tối ngày luôn các bạn, tối ngày luôn cái nơi đó. Tại sao người ta khổ vàng tai ấy, thì sẽ xuất hiện liền ở đó là chúng sinh nào đang ở dưới lòng đất. Thì mình thấy con người rất là cộm, con người rất là cộm. Hy vọng là cái đứa em bé ấy, lại hai con cúng ở đây ngoan ngoãn không có cộm. Chứ nó thuần khiết làm sao, nhân chi sơ tánh bổn thiện, nó thuần khiết, nó đáng yêu, nó thật làm sao các bạn. Mà con người cũng như là họ quá nhiều những cái mà mình cũng thông cảm là họ mỗi một ngày họ phải diễn biết bao nhiêu vai diễn, họ phải đội biết bao nhiêu cái lớp để mà họ họ sống qua một ngày cho nó bình an. Rồi biết bao nhiêu lần họ bị bất an tại vì cái lớp này thì nó không phù hợp với lại cái người kia. Rồi làm sao cũng không hài lòng cái loài người á, một số người. Tại sao? Mà nó đang khổ mà sao nó thích bạn được? Nó đang rất là khổ, nó đang rất là đau, nó đang rất là bệnh. Thì người đó nó có nói I love you, tôi yêu bạn là gì được không? Không. Rồi nhiều diễn viên thiệt luôn ấy. Đi gì mà không thấy người nào mà thật sự hạnh phúc luôn á bạn. Nói chuyện là chỉ để mà xã giao, giúp người, với lại để giúp người đó.
Chứ thật sự là tôi không có cần tiếp nhận những cái vai diễn nào từ các bạn hết trơn. Các bạn mỗi người một nghiệp riêng, mỗi người có những vai diễn riêng. Có những người có những cái vai diễn tích cực, có những người có những cái vai diễn thiện lành vân vân. Thì ngày xưa thì mình cũng lấy cái đó là truyền cảm hứng cho mình đó nha. Vân Anh bây giờ nó còn lấy cái đó là truyền cảm hứng cho nó là gì, ý chí rồi gì đó. Bởi vì dây não của nó là nó lại gần các bạn, nó còn dừng. Nó thô lắm các bạn, nó dính mắc một cái gì một chút xíu thiện thôi là nó kết nối nguyên một hệ thống dây của ma vương luôn. Có những trong kinh Hoa Nghiêm nói gì, cõi trời đó, các bạn tu các bạn không các bạn bị bất giác là chuông nó báo động liền. Thì ở đây y chang vậy luôn, báo động tối một ngày luôn, tối ngày luôn. Bất giác liên tục thiện, mấy người đây là dính thiện chứ đâu có dính ác, nó ghê vậy đó, thành ý chí thành cái gì đó. Trời ơi, gần cái bạn cái não nguyên một sợi nó rối nùi cho mình. Thế là mình ngồi thiền chung, ủa sao tự nhiên nó cuộn, nhìn nó cuộn, nó cuộn trong cái luân xa tim của mình. Cái mình chỉ một cái đứa mà nó nặng nhất, kêu đi ra cho kia, đứng chỗ xa ra ngay chỗ đó đó. Nó vừa đi ra một cái, trời ơi, nó sáng cái không gian ra à. Rồi cái năng lượng mình nó, cái năng lượng nó thành ở ngoài cái thân, nó không dính mắc vào cái thân. Cái não nó ngưng giật. Một đứa, rồi còn đứa nữa, nó tự nó tu ngon, thì mình kêu đi ra luôn đi, đứng kế nó luôn à. Xong ở đây là thầy mình nhắm mắt, là thầy mình ngồi, tự nhiên nó vừa đi ra một cái sao năng lượng đứng yên của Niết Bàn, đứng yên Niết Bàn, không nói gì nữa. Niết Bàn nó thường tới cảnh giới, có một số người nó có thiền nhãn, nó thường tới cảnh giới của Tam Miệng tầng 2 sao mà nó biết ở đời đó đất đai được nhìn như thế nào, mà lâu lâu chỉnh sửa được cái gì biết hết mà à. Rồi hả, nơi đó có những cái gì biết hết mà. Không thể nào mà nó thấy mà kiểu mà cái đó có những cái nó chưa bao giờ nó biết đó, nó không bao giờ dùng trí tưởng tượng nó hiểu được cái thiên đàng là cái gì luôn á. Nó vừa thì cái lúc mà nó đi ra hết thì cái năng lượng là Niết Bàn của thiên đàng đó luôn á. Các bạn chưa thấy những người xung quanh mình nó tác động một những cái nghiệp của nó đâu, không phải giỡn đâu. Nếu bạn có tu thì bạn thấy mà. Nếu bạn thật sự thuần khiết thì sao? Bạn sẽ thấy những người xung quanh mình á, bạn đừng có vội đánh giá hay phán xét gì mình hết trơn á. Nếu bạn thuần khiết. Có một số người nó có cái nghiệp là hay giải quyết vấn đề trong công việc của nó đó. Nó tới nhà mình là đồ mình hư liên tục các bạn. Mà cái tàu bữa đó là mình mời nó đi một cái, bữa trước đó là mình mời nó đi một cái, là mấy cái đồ đó nó tự hết hư luôn đó. Đó là cách của chuyện nói chuyện với Tammy đó. Những người xung quanh này họ tến, họ có thể làm công quả, họ phụng sự vân vân, nhưng mà họ không thể tưởng tượng được là cái lực tu của họ hả. Tammy thấy hả, hàng ngàn đời luôn chưa chắc gì họ chuyển hóa được một cái nhóm của huyền thất tổ của họ mà xếp hàng mà hả xin được chữa lành, xin được giải phóng. Nó khủng khiếp lắm thế giới tâm linh. Nói này thì mình không thích nói về này, như là giống như mình nói những cái gì mà nhiều người ta không biết nên nói mình mê tín dị đoan hay là gì đó. Nhưng mà nhìn những cái video của Tammy đi, mình nói thì mình nói được làm được hay không, chứ không phải là mình nói chuyện không có nền tảng đâu các bạn. Diễn vai nào thì mình cũng diễn được hết á, diễn vai nào thì mình cũng diễn được. Nhưng mình thấy là toàn là thân tâm nó vận hành không. Mình tối ngày mình thấy tối ngày như vậy đó. Và người thật sự, cái người mà họ thuần khiết, họ thuần khiết á, họ chỉ là một cái tấm gương phản chiếu đời sống xã hội thôi. Họ sẽ bước vào hết để mà sao họ đem ánh sáng vô những cái lĩnh vực đó. Và rồi đó, một pháp là tất cả các pháp, thì những cái lĩnh vực đó trong những cái của cái thế giới mình đang sống nó sẽ được chuyển hóa. Những ngày sắp tới các bạn sẽ thấy, giống như Tammy đã nói, người ta đi về bệnh não và đột quỵ đều rất là nhiều, là Tammy đã thấy trước rồi. Bây giờ các bạn để ý đi, thì ra mình đi ra ngoài làm công chuyện đó, thì vô tình ngồi lỡ cô nó, trời ơi, cái người bạn của họ sao mà tự nhiên đó, hả đi vào tắm xong ra là bị đột quỵ mất à. Và thầy mình nói là ủa dạo này ở ngoài đây ở đây đột quỵ nhiều không bậy bạn. Nói trời ơi nhóc, thì cái đó mình đã thấy trước rồi, bị về não về tim, mà nó còn nhiều hơn nữa trong những ngày sắp tới. Tại vì á, khi mà nhiều người căng thẳng á,
Thì nếu bạn không có cái chỗ sống mà nó thoát khỏi cái thân tâm này á, bạn sẽ bị làm chủ bởi cái sóng não đó của sự căng thẳng vân vân vân. Ở chỗ giác thoát ha, ngồi thiền, biết cân bằng mình, biết lúc nào làm việc, lúc nào dừng, lúc nào để mà ngồi thiền để mà nó tịnh hóa lại cái năng lượng của mình, biết đến những cái nơi nào để nó cân bằng, để mình có năng lượng mình tiếp tục sống cuộc sống có ích cho xã hội, sống cuộc sống tương ưng với phẩm chất của thiên đàng, để mình tương ưng với thiên đàng, để mình không còn tới những cái cõi vai diễn này nữa. Những vai diễn mà vai diễn tham sân si thô hay vi tế thôi à, chỉ có niết bàn mới thoát hết thôi à. Tham thiện cũng là tham, thiện mà sân người ta, bất thiện cũng là sân, mà tất cả đều là do si mà có hết á. Chứ đừng tưởng mình thiện là mình không có tham đâu, tưởng mình thiện là mình không có sân đâu, là tưởng mình thiện là mình không có sân đâu. Mình sân với cái người ác á là mình cũng đang sân mà, chỉ là những cái bộ mặt khác nhau thôi, cũng dính trong lưới ma vương hết, cũng dây não cũng vật giật tùm lum á, chỏng neuron nó cũng vù chỏng. Bây giờ thì mày nói chuyện nãy giờ các bạn cảm thấy sao? Ôi trời ơi, sao giống như ánh sáng tươi tẩm tôi, trời trời sao tôi thông quá vậy, ôi trời ơi, cảm thấy như một cái sức sống mới ở đâu vậy, nói đâu vậy, sự thật sao, giải phóng bạn. Thế là mày nói chuyện á, mày nói cỡ nào luôn, chấp mày chấp hết luôn. Mà nếu mà thầy mày nói mà hả các bạn thầy mày nói chuyện đó, ai bị bế tắc được, là thầy mày tới gọi ánh sáng vô tất cả những cái dơ bẩn nhất của mọi vấn đề luôn các bạn. Để làm sao để nó sáng lên, đó lý do tại sao các bạn xem các bạn thông á. Thầy mày không có gì, thầy mày không có tạo thêm những cái lớp giả dối để đậy lên những cái lớp vai diễn giả dối nữa. Thật để giúp người ta, để người ta được sống thật, để người ta được tự do, để người ta được hạnh phúc, thì đó là thiên đàng, đó là đang làm những cái điều mà đúng với phẩm chất của thiên đàng, đó là làm đúng những cái điều đúng với phẩm chất của những con người, những các đấng giác ngộ vân vân, họ đều đến đây để làm những điều đó hết đó. Các bạn sẽ chọn sống noi gương theo ai? Noi gương theo tham sân si hay là noi gương theo sự thuần khiết, giải phóng, giúp đời, sống thật, sống hạnh phúc, sống tự do, đơn giản vậy thôi. Sao dính mắt, làm gì cũng dính mắt hết trơn, tháo gỡ không được. Good job.